Channel. Các bạn ơi, mà có thêm 3 quả trứng nữa nè. Đây là hạt đậu, còn đây là quả trứng người ngoài hành tinh, đây là quả trứng ông già Noel. Các bạn thấy đẹp không? Làm từ đất nặng Play-Doh đó các bạn. Để xem quả trứng hạt đậu có gì ở trong nha. Na xin lỗi nha, Na cầm cái mặt của hạt đậu nên làm cái mặt của bé hạt đậu bị méo rồi. Xin lỗi nha, bé hạt đậu đừng giận Na nha. Bé hạt đậu có đôi mắt to tròn, với cái miệng cười thiệt là tươi luôn. Bé hạt đậu vui tính vậy chắc bé hạt đậu không giận Na đâu nha ha. Na xin lỗi nha, Na làm méo cái mặt của bạn rồi. Bé hạt đậu có gì ở trong vậy ta? Có kẹo nè. Rồi có... Ý ông già Noel, bật đèn lên. Ui tuyết rơi. Vừa có tuyết rơi vừa có nhạc nữa. Bây giờ mình mở tiếp nha, mở tiếp trứng người ngoài hành tinh. Ghê quá, cái người ngoài hành tinh ghê chưa, có đôi mắt màu đỏ, cái miệng màu xanh kìa, rồi cái mũi giống như cái xương cá á, rồi có hai cái râu á. Ghê quá, cái râu với con mắt màu đỏ, có cái sừng nữa chứ. Người ngoài hành tinh này không biết chứa cái gì ở trong nữa ha, thật là ghê ghê. Để mình mở ra nha. Ý, cái gì màu đỏ vậy ta? Cái kẹo nè, kẹo múc. À, hình như con này là Zimba. Mấy bạn chỉ Na đúng không? Đâu phải con khủng long đâu. Hình như là con Zimba đó. Con Zimba này xếp lại được luôn nè. Hai cái chân phía sau dài, móng thiệt là dài luôn. Gừ gừ. Ý, trên đầu nó có cái gì quay quay được luôn nè. Hay quá. Gừ gừ gừ. Con Zimba nó dữ không mấy bạn? Rồi bây giờ mình sẽ mở quả trứng cuối cùng nha. Quả trứng Play-Doh ông già Noel. Ông già Noel này nhiều râu quá, râu che kín hết cái mặt của ông già luôn, chỉ lòi ra nổi cái miệng à. Ông già Noel đang lè lưỡi liêu liêu mình kìa. Liêu 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 liêu. Ông già Noel ơi, đừng liêu liêu nha. Ông già Noel lẹt cái lưỡi mắc cười quá. Có cái mũ thiệt là đẹp. Ông già Noel ơi, hôm nay ông già Noel mang quà gì tới cho Na vậy? Các bạn đang rất là tò mò á. Ông già Noel to cũng giống ông già Noel nhỏ bị nhốt trong này quá. Mở nha. Wow, quà gì mà to dữ vậy ta? Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. Kẹo mút. Kẹo mút, hai cái kẹo mút luôn. Ông già Noel thiệt là hào phóng. Và đây là bạn cá. Bạn cá này bơi bơi giỏi chưa? Ôi bạn cá có đôi mắt to tròn thiệt là đáng yêu. Các bạn ơi, vậy là Na đã mở ra hết rồi. Đây là ông già Noel. Tiếng rơi, tiếng rơi. Lạnh quá, lạnh quá. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Con Zimba nhìn nó giống con khủng long quá à. Nhưng mà nhìn nó dữ quá ha. Và cuối cùng là bạn cá.
bạn cá này đáng yêu quá, bơi bơi nữa. Các bạn ơi, này lại có 3 quả trứng nữa nè. Đây là người sao thủy, đây là đầu bếp vui nhộn, còn cuối cùng là hạt đậu đỏ. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình sẽ mở quả trứng người sao thủy nha. Người sao thủy nên mặt xanh lè, con mắt tròn quay. Ừ, cái răng này bự quá. Người sao thủy màu xanh lè các bạn ha. Xin chào các bạn, tôi là người sao thủy đây. À, bây giờ Na sẽ mở ra xem thử quả trứng này có gì nha. Đầu tiên là kẹo. Còn có gì màu tím nữa nè. Ý, người sao thủy kìa. Người sao thủy giống quái vật quá ha. Cái đầu y như cái đầu lâu vậy. Còn có vết chày, vết sẹo tùm lum hết nè. Chắc đi đánh nhau dữ lắm á. Ừ, điệu chưa, này là con gái rồi, có mang theo dù nữa nè. Nhưng mà người sao thủy không có chân ha. Còn có mang nơ nữa chứ, cài nơ trên đầu nữa. Điệu quá. Vậy đây là con gái rồi. Xin chào, xin chào. Đây, bây giờ mình sẽ mở quả trứng đầu bếp vui nhộn nha. Cô gái này dễ thương quá. Đánh má hồng nữa. Hai cái má hồng hồng hồng. Cái miệng cười tươi. À, cái mũi cà rốt kìa. Trên đầu còn gắn quả táo nữa chứ. Có cái mũ thiệt là dễ thương. Làm đầu bếp là đội cái mũ giống vậy á mấy bạn. Xin chào, xin chào. Mình là đầu bếp vui nhộn vì mình rất là vui tính. Thôi bây giờ mình sẽ mở quả trứng này nha. Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha. À, kẹo mút nè, kẹo mút Pokemon. À, Minion. Hai người luôn, một người con trai, một người con gái. Bạn gái này mặc đồ Hawaii nè, chắc đang đi du lịch biển á. Dễ thương quá, cái đầu gắn hoa kìa. Dưới là những cái lá dừa quấn thành cái váy, mặc váy á mấy bạn. Mấy bạn coi vũ điệu Hawaii chưa? Mấy bạn này sẽ nhảy cho mấy bạn coi nha. Vũ điệu Hawaii nó lắc mông vậy á. Bây giờ mình sẽ mở trứng hạt đậu đỏ nha. Ơi, cái trứng này cái miệng nó nhọn quá, gọi là mỏ nhọn. Đôi mắt thì hình trái tim. Rồi có nút ruồi nữa kìa. Dễ thương chưa, trên đầu còn có cái lá màu vàng nữa nè. Hạt đậu đỏ này dễ thương quá. Sao có được hình trái tim hay vậy ta. Đôi mắt này thiệt là hay. Bây giờ nó sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đây là bịch kẹo. Đi kẹo hình ngôi sao dễ thương quá. Còn đây là bạn cừu. Chào bạn cừu. Bạn cừu này cái bụng tròn vo à. Chắc ăn nhiều cỏ lắm nè. Ý, cái miệng có cái đèn nữa. Vậy là mình phải nhấn nút chỗ này nè. Nhấn nút là nó vừa kêu và có đèn luôn. La 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 la. Các bạn ơi, vậy là Na đã mở ra 3 cái trứng rồi. Được quá trời kẹo luôn. Rồi có bạn người sao thủy, có hai bạn Minion người Hawaii và bạn cừu nữa. Bye bye các bạn nha. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi.
Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh trang channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Na yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi Na đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.